Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàn lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Thiện niệm chính là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất. Đi tìm thuốc. Câu chuyện của hai cha con. Cha, uống thuốc đi thôi. Còn uống thuốc cái gì nữa vậy? Ở bên này của cha không cứu được nữa rồi. Không đâu. Cha, để con lên núi bắt con nai về đây làm thuốc cho cha, thì bệnh của cha nhất định sẽ chống khỏi ngay. Đừng con à, đừng như vậy nữa, đừng vì cha mà tạo nghiệp nữa. Chỉ cần cứu cha, giết một con nai thì có sao chứ? Xem mày chạy đằng nào. Chạy đâu mất rồi? Mày ở đây à?
À. Thì ra nó cũng cứu cha nó à. Đừng trách ta, ta cũng vì muốn cứu cha ta thôi. Con à, đừng vì cha mà tạo nghiệp nữa. À, cha, con đã hiểu ý của cha rồi. Nhưng mà con phải đi đâu để tìm thuốc cứu cha đây? Namo Amida Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.